tại ai sang ngần vào tại ai anh viết lá thơ cuối vì ai tan nát sầu tim vờ cho lệ tuôn trào nỗi nhớ trời ơi tôi muốn giết người tôi đã yêu tuy rằng không yêu người ấy thật nhưng giờ đời gieo đắng cay sợ tình yêu hay đổi thay nên tôi giết người yêu phút này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã cho dù tim tôi khổ đau thật ơi nàng nhìn em bỏ tôi vì đời xui ta cách đôi tôi sẽ khổ suốt đời người ơi vì yêu lòng tôi yêu thật là nhiều đến bao nhiêu năm trên rừng thì tình tôi yêu em bay rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi thì xin em hãy yêu rằng vì lòng tôi quá nặng tình em thà tôi sẽ giết chết người tôi đã cho người tôi còn mãi trong lòng để đời tôi không mất đường tình tôi luôn có em tôi chỉ muốn em là của đêm bao nhiêu lá trên rừng thì tình tôi yêu em bay rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi thì xin em hãy yêu rằng vì lòng tôi quá nặng tình thà tôi sẽ giết chết người tôi đã cho người tôi yêu còn mãi trong lòng
để đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Để đời tôi không mất em, đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Thanh Phương rất nhiều. Chúc Thanh Phương một buổi tối thật vui và hạnh phúc.